Tầm mà cái đó là nó bấm tắt luôn á. Đây ghi lại hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 14 ngày vàng tránh dịch Covid nha cả nhà. Thì hoạt động nè, hoa bên đường nè vẫn bình thường, nói chung là vẫn diễn ra nhưng không còn náo nhiệt như lúc trước thôi. Đây là một khu trên đường thôi, chứ khu nãy đi ngang khu chợ mình không quay, thì khu chợ thì chọc quá là các thứ vẫn bán, những nhu cầu thiết yếu cuộc sống thì vẫn phải bán để cho người dân để có đồ dùng. Còn những quán xá như quán nhậu và quán cà phê lớn thì đóng cửa hết rồi. Những quán ăn thì hạn chế cho người ngồi đông, chỉ có mua về thôi. Những quán bún bò, vẫn bún riêu hay là quán cơm nữa là đa phần là cho người dân mua về, chứ không có cho ngồi ở quán nữa. Đó, như ngày hôm nay điển hình là Ngân Thảo ăn cơm. Ăn cơm ở quán bình dân thì cũng công an xã đến nhắc nhở, công an khu vực đến nhắc nhở là không, ngày mai trở đi là không có được bán và bán cơm cho bán, nhưng mà bán mang đi chứ không có được kê bàn ra nữa. Đó, đây là một bên đường này đó, những quán bánh xèo, hột vịt lộn rồi. Em quay hai bên rồi nó cứ làm lại lại. Ngân Thảo review lại một số hoạt động của chương trình chính phủ, chỉ thị của chính phủ với lại ủy ban nhân dân thành phố là thực hiện 14 ngày vàng để cách ly cho Việt Nam mình vượt qua đại dịch Covid này đó cả nhà, để hạn chế tối đa. Chung là cũng thiệt hại nhiều lắm, nhưng mà cái này vì tính mạng con người, vì tương lai cộng đồng là phải chấp nhận thôi. Rồi, quá. Quán cà phê thì ở đây cũng mấy quán cà phê đèn mờ thì còn thôi, chứ quán ăn đi đâu em nhìn phía trước em thấy là điện máy qua quay luôn, nhìn qua khác hai bên này em thấy điện quay cũng vẫn buôn bán nhưng mà hạn chế nhiều nha cả nhà. Đi đến điểm nào tạm dừng, bấm tạm dừng những góc ở hai bên đường. Ở đây là khu vực chợ Ba Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Đây là mình đang đi ngang cái chợ Ba Điểm này đó, ngoài chợ này đó. Thì hai bên hoạt động mua bán vẫn là tấp nập, nhưng mà nói chung người cũng hạn chế đó. Quay sơ lược vậy đó để nói về cái tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh cho mọi người dân mình đừng có hoang mang. Nói chung là không có gì mà phải ấy hết á, nói chung là cũng đáng sợ, cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà mình cẩn thận thôi chứ không có nên hoang mang. Đó, đó là chợ Ba Điểm nha cả nhà. Nói lại nhắc lại nha, đây là chợ Ba Điểm thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là hoạt động hai bên đường vẫn bình thường mà người đi ra đường hạn chế đó cả nhà. Mọi bữa giờ này ở đây đông lắm, qua lại rồi giãn lại rồi đến số cơ sở công xưởng thành phố đóng cửa, nghỉ thì về lại quê cũng nhiều, về các tỉnh đây cũng còn ít đó, mà được mua bán thời gian vẫn tăng luôn. Thảo review một góc này đây, cái hoạt động của ngày cả nhà, là quay lại cho mọi người thấy được hoạt động vẫn tương đối là bình thường, mặc dù hạn chế nhiều tạm ngưng nhiều hoạt động, nhưng mà như vậy vẫn là bình thường, chứ không phải như người ta nói là phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh đâu nha, không phải là phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh nha, cái nào nói rồi không phải phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động cũng bình thường nhưng mà hạn chế đó, hạn chế những cái hoạt động văn hóa cụ thể như là những hoạt động như là thể thao nè. Nói chung là những chỗ đông người đó, như là công viên hay là những chùa chiền đình miếu rồi nhà thờ là cấm luôn, là không có tụ tập nữa, là không có đi đến thờ cúng hay những hoạt động tôn giáo là tương đối luôn, hoạt động tôn giáo, hoạt động du lịch, hoạt động nơi công cộng vậy thôi nha cả nhà. Chào cả nhà nhé, giờ nó thảm bắt đầu lại về quê tiếp cả nhà ơi. Đó.